Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025 sẽ dành trên 5.600 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Toàn thành phố hiện có 2.901 hộ nghèo chiếm 0,8% và 9.143 hộ cận nghèo chiếm 2,5% so với hộ dân. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,15% theo chuẩn nghèo đa chiều. Một số chỉ tiêu chủ yếu của chương trình giảm nghèo: giảm ít nhất 2.343 hộ nghèo và 5.549 hộ cận nghèo so với đầu kỳ. Hỗ trợ xây dựng nhân rộng trên 100 mô hình giảm nghèo. 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được tập huấn kiến thức, kỹ năng.